Chào em ha, này em bán cái máy Huana thu khách ha. Máy này bán cho anh em lấy phụ tùng ha. Rồi, con này giá 450 ngàn, anh em cần thì liên hệ em ha. Zalo của em, số điện thoại em đây 0961088776. Máy này thì tình trạng giật thấy nó hơi kỳ kỳ ha. Nói chung là bỏ bộ hơi lửa chắc còn. Nói chung là em bán phụ tùng đó, Huana 125B. Cái này coi cái giá mới nó 4-5 triệu anh em. Máy này cũng còn ok liền lạc ha. Anh em về lấy phụ tùng thay thế cái gì thì liên hệ em ha. Giá 450 ngàn thôi, coi như bán sát đi, không bao bị gì hết nha anh em, chỉ là nó còn nhiều thì bán nhiều. Máy này máy thu lại của khách ha, nói chung là bán sát đó, không có trách nhiệm gì hết. Em chưa có mở ra kiểm tra, em thấy giật nó như vậy thì em nói vậy thôi ha. Rồi anh em cần thì liên hệ em ha. Nãy giờ em làm việc chuyện nhà nó hơi tối, giờ mới lên clip được. Zalo 0961088776. Anh em thấy kênh em hay cho em xin nút like ha, với đăng ký kênh. Lâu lâu em mở cái mini game cho anh em đón cặp số may mắn nữa ha. Đón hổm gà mấy lần không ai trúng hết nha, cũng buồn. Máy này thấy gì mà cái nồng, cái bộ máy nó dở nè, giật thấy nó kỳ kỳ sao. Giờ ngủ rồi thì còn đẹp lắm mà cái máy thấy kỳ kỳ. Tem bọng đầy đủ hết ha. Cái máy này hình như 25cc nè, Huana 125B. Anh em lên Google tìm là thấy nha. Đó, thì em quay bán sát vậy ha. Rồi quay nhanh vậy em kết thúc video ha. Còn cơm nước gì nữa anh em ơi. Rồi anh em mua thì liên hệ em nha ha. Giá 450 ngàn. Có cái ống này luôn. Ống này để siết lại. Đó. Máy này máy thu khách ha. Bán tình trạng như hình như video thôi, không có bao bị gì hết. Bán mù đó, bán sát. Rồi anh em về đắp qua đắp lại gì đó, hay là lấy phụ tùng gì đó thì liên hệ em. Rồi chào anh em nha.